hoảng hồn phát hiện thi thể nữ quản lý trong tủ đông nhà hàng Mỹ. Cảnh sát bang Louisiana, Mỹ đã mở cuộc điều tra sau khi thi thể nhân viên của Abby được tìm thấy trong tủ đông của nhà hàng này. Báo The Independent ngày 13 tháng 5 dẫn lời cảnh sát cho biết thi thể được một nhân viên phát hiện là của nữ quản lý tại nhà hàng Abby ở thành phố New Iberia. Cảnh sát trưởng New Iberia Leland Lasseter thông báo, một nhân viên phát hiện ra người phụ nữ chết bên trong tủ đông và là nhân viên của nhà hàng. Đây là một tình huống bất thường, vì vậy, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung trong quá trình điều tra. Sau khi xử lý xong hiện trường vụ án, chúng tôi nhận thấy đây không giống như một vụ giết người mà giống như một vụ tai nạn. Các thám tử điều tra ban đầu gọi phát hiện gây sốc này là cái chết đáng ngờ, nhưng sau đó tuyên bố đó có thể là một vụ tai nạn. Các nhà điều tra vẫn chưa xác nhận danh tính nạn nhân và chưa công bố nguyên nhân gây tử vong. Thi thể được phát hiện sau 18 giờ hôm ngày 11 tháng 5, giờ địa phương. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại tất cả bằng chứng và sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi trước khi đưa ra kết luận sau cùng, cảnh sát trưởng Lasseter nói thêm. New Iberia là thành phố có khoảng 28.000 cư dân sinh sống.